À, chào các bạn nha, hôm nay mình đến một cái địa điểm, đó là ngôi mộ thần Thái Giám. Đây là ngôi mộ được công nhận là di tích cổ truyền, nằm tại làng Sơn Thủy, ấp Sơn Hải, thuộc phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nè các bạn. Đây, mình đi tìm, sáng giờ mình đi tìm ra được đây. Đây là ngôi mộ của thần Thái Giám. Mời các bạn cùng mình tìm hiểu về vị thần Thái Giám này nha. Xem thử ngôi mộ của ông tại sao lại đặt ở đây, và bí mật về ông thần Thái Giám này như thế nào. Mời các bạn cùng mình tìm hiểu nha. Ở Phú Hải, thành phố Phan Thiết, có một khu mộ cổ ghi tên Mộ thần Thái Giám, di tích cổ truyền. Vị thần Thái Giám này là ai và tại sao được gọi là thần? Mộ thần Thái Giám tọa lạc ngay bên đường làng thôn Sơn Thủy, thuộc khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đi theo đường Nguyễn Thông, khi qua cầu Phú Hải, rẽ trái vào đường Võ Dân, đi khoảng 200m, rẽ phải sẽ thấy một khu mộ. Khác với các khu mộ cổ ở Bình Thuận, khu mộ này được xây dựng bề thế bằng đá ong, có tường rào bao quanh và chia thành hai gian. Khu vực đầu tiên, khi bước vào từ cổng chính là một ngôi mộ có ghi dòng chữ "Ông đội cửa", nằm ở bên trái, và bên phải là tượng con ngựa trắng mang yên cương, dáng phủ phục, đắp bằng xi măng rất tinh xảo, đầu tượng ngựa, quay vào ngôi mộ chính. Khu mộ này được người dân gần đấy tự nguyện hàng ngày đến thắp nhang, đốt đèn và quét dọn nên nhìn rất là sạch sẽ, tươm tất. Điểm độc đáo của di tích này, như lời người dân thôn Sơn Thủy, là độc nhất vô nhị, bởi ít nơi nào có mộ thờ Thái Giám, vả lại ngôi mộ thờ đến 3 linh hồn gồm cả người và vật. Câu chuyện lịch sử bi thương và ly kỳ của ngôi mộ đã thôi thúc nhiều du khách khi đến tham quan tại thành phố Phan Thiết không quên ghé thăm, thắp nén tâm hương cho người nằm dưới mộ và con bạch mã trung thành. Có nhiều truyền thuyết khác nhau về khu mộ cổ này. Theo nhiều bậc cao niên, đây là khu mộ của một vị thái giám họ Phạm. Quan thái giám cùng đoàn tùy tùng, hộ giá chúa Nguyễn Ánh chạy trốn sự truy sát của quân Tây Sơn. Theo người dân địa phương, vị thái giám trong mộ quê ở Thừa Thiên Huế, là quan phục vụ dưới triều vua Gia Long. Trong một trận đánh, sau khi thắng trận ở thôn Thuận Mỹ, nay thuộc thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, vị quan thái giám bèn ngồi nghỉ mát bên gốc cây me. Bất ngờ, ông đã bị quân mai phục bắn tên trọng thương. Con bạch mã đã mang xác chủ nhân lội qua sông. Theo truyền thuyết khác kể lại, vị quan thái giám hy sinh trong hoàn cảnh của Tống vua Gia Long chạy trốn quân Tây Sơn đã tuẫn tuyết giữ chân đội quân thần tốc. Theo ông Võ Minh Nhật, một người chuyên chăm lo việc thờ tự tại đây, đã khá rành về giai thoại lịch sử này. Ông Nhật cho rằng, thời ấy, vua Gia Long cùng hai vị tướng hộ giá chạy trước, quan thái giám đem quân bọc hậu. Khi giáp mặt với quân Tây Sơn ở địa phận thị trấn Phú Long hiện nay, quan thái giám bị trọng thương, sau đó tử vong. Ông Nhật nói, vua Gia Long trong quá trình chạy loạn có ghé qua vùng đất gần miếu để trú ẩn. Nhà vua từng nghỉ tại chùa Bổ Sơn 4 ngày. Sau khi rời đi, có tặng chùa 4 chữ Ngự Tứ Bổ Sơn để ghi nhớ công lao của nhà chùa đã từng cho nhà vua tá túc 4 ngày khi chạy trốn sự truy đuổi của Tây Sơn, đến nay vẫn còn được lưu giữ. Sau khi bị trúng tên tử nạn, vị quan được ngựa trắng trở về đến thôn Sơn Thủy thì con ngựa quỵ ngã vì kiệt sức. Dân làng đem thi thể an táng chu đáo. Lúc bấy giờ còn có ông già dắt ngựa trắng đưa thi thể về, cũng tuẫn tiết theo chủ nhân. Người này sau này là người nằm an nghỉ dưới phần mộ mang tên ông đội cửa, nằm trong khuôn viên của khu mộ hiện nay. Về phần con bạch mã cứ quanh quẩn bên mộ chủ nhân chứ không chịu bỏ đi. Một thời gian sau,
con ngựa nhịn ăn đến chết cũng được dân làng chôn cất trên cùng một khoảnh đất. Trọng người quyền quý và thương người thuộc cấp cùng con chiến mã, chí tình, chí nghĩa, người làng đã lập mộ chôn vị thái giám cùng ông đội cửa và đắp tượng thờ con bạch mã trong cùng một khoảnh đất. Tương truyền rằng sau khi được an táng, vị thái giám thường xuyên hiện báo mộng cho dân làng những điềm xuôi vọng gỡ, bảo vệ mọi người khỏi tai ương, bệnh tật, phù hộ cho dân làng luôn gặp điều may mắn, làm ăn khấm khá, cuộc sống an bình. Bởi vậy, người làng xem vị thái giám như thần hộ mệnh. Đến năm 1924, khi trùng tu khu mộ, dân làng đã lập biển để tên mộ thần thái giám. Dân làng cũng đã tôn vị thái giám này là thành hoàng, tức người có công tạo lập làng, và lấy ngày cúng dỗ thần thái giám là ngày cúng làng. Theo ông Phạm Dự, ngụ tại thành phố Phan Thiết cho biết, người nằm dưới lăng mộ thần thái giám ở phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là người trong gia tộc mình. Vì ngôi mộ mang nhiều đặc điểm trùng hợp với những mô tả trong gia phả, như trên bia ghi dòng chữ Phạm Thái Giám. Như vậy, đến thời điểm này, có thể tạm xác định danh tính vị thái giám trong khu mộ thần thái giám ở Phú Hài là ông Phạm Văn Giáp, người làng Tu Đà, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Phạm Dự là người đại diện cho người thân của vị thái giám, nhận quyền quản lý khu mộ từ dân làng nơi đây. Ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, gia đình ông Phạm Dự và người dân tại làng Sơn Thủy, khu Phú Hai, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết đều tổ chức cúng dỗ cho vị thái giám này. Và đây cũng là dịp làng tổ chức lễ tế xuân của làng theo thông lệ từ xưa đến nay.